Xin chào đón các chị em đến với buổi sáng thứ bảy chúng ta cùng nhau thực hành cũng như là chia sẻ, trao đổi và ngày càng nó một sâu hơn cái công cụ rất là đơn giản nhưng nó rất là hữu hiệu. Đấy chính là cái phương pháp thanh tẩy, phương pháp mà xóa bỏ những cái dữ liệu bên trong mình, Ho'oponopono. Thì hôm nay mình có dự định là mình sẽ dành 10-15 phút để mình chia sẻ với nhau tuần qua mình ai có cái điều gì mà ở trong cái phần thực hành của mình ấy nó có một cái gọi như là cái khám phá của mình hay là một cái điều gì đó thú vị mình có thể chia sẻ cùng nhau để cùng nhau học hỏi được không? Có ai có điều gì thú vị không? À thôi mình chia sẻ trước luôn một cái chị Nga hả? Chị Nga định nói đúng không? Không, chị chưa có. Ok. Tuần trước thì có một cái điều kỳ diệu mà mình đã ghi ngay ở trên đăng ngay ở trên 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 nhóm của mình ấy. Đấy là cái việc mà thực hành thanh tẩy với một gọi là một cài đặt ý định của mình với việc là thanh tẩy và hoàn toàn để cho siêu nhiên quyết định. Thì nó rất là mà mình lúc đầu tiên ấy thì mình quả thật là mình không có chủ, lúc đầu mình không chủ đích đâu, nhưng mà một cách rất là vô thức thì trong cái chương trình mà chọn cái gọi là cái gì nhỉ, quay trúng thưởng ấy, thì ở trên màn hình nó hiện lên là có ba cái món quà đúng không? Cái món quà là cái chai G3, là cái thứ mình đang rất là thích bởi vì là mình chưa mua. Vì mình hết rồi nhưng mình chưa mua. Thế thì mình có những tận 4 vé. Cái mousse thì mình có rồi. Và thực ra thì mousse thì mình cũng không tức là mình dùng thì dùng, nhưng mà nó chưa phải một cái sự gọi là mình vô cùng thích thú. Và cái Insta Blank thì mình cũng dùng nhiều rồi, mình cũng không phải là thích thú lắm, nhưng mình rất thích cái G3. Đấy là cái món quà thứ hai. Thế thì mình thực hành, mình quay mình trong đầu mình lẩm nhẩm thương lắm, tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi, cảm ơn, liên tục. Thế nhưng mà cái mắt của mình và cái ý của mình thì nó lại hướng thẳng vào cái món quà là G3, và ngay lập tức thì không được. Mình làm lần đầu tiên, sau đó mình bảo ôi không được rồi, làm lại lần thứ hai thì là làm gần như là ngay sau đó. Sau đó mình bảo không, mình phải thực hành thêm nữa, lại tiếp tục thanh tẩy. Và sau chừng khoảng 15-20 phút gì đó thì bắt đầu mình mới lại quay số tiếp. Nhưng trong cái này này vẫn cứ hướng vào đến cái G3 đó, và cuối cùng là không được. Lúc ấy mình mới nhận ra ồ chết rồi, mình đang làm sai rồi, mình đang không thực hành đúng. Thế mình thôi, mình không làm nữa và mình tiếp tục mình thanh tẩy. Và sau đó thì mình bỏ hẳn, lãng hẳn nó đi, không làm cái đấy. Bắt đầu mình quay ra, mình làm tất cả những thứ khác, rồi nghe, rồi rất là chăm chú, tập trung, và mình ghi chép này kia các thứ rất là nghiêm túc. Sau đó phải đến tầm độ khoảng một tiếng rưỡi sau, bắt đầu mình mới quay lại, mình bảo thôi bây giờ thì đằng nào đây là cái cuối cùng. Và mình vẫn thực hành thanh tẩy, nhưng mình trong tâm định của mình cái bỏ hoàn toàn, không có một cái vướng bận gì cả. Thì nó lại dừng ngay ở cái boost, đấy là cái giải nhất mà giải rất là to đúng không cả nhà, giải to nhất. Và mình dừng lại xong mình còn ngớ ra, mình bảo ốp sao nó lại vào cái này nhỉ, kiểu như là cái món quà nó rất là lớn như thế. Thế và lúc đấy mình mới nhận thấy rằng là đúng là khi mà tác giả vẫn cứ nói, tiến sĩ vẫn cứ nói rằng là chúng ta, việc của chúng ta là thanh tẩy, còn sau đó hãy để cho siêu nhiên sắp đặt. Chúng ta không phải là siêu nhiên, chúng ta không thể quyết định được mọi việc, mà hãy để siêu nhiên quyết định mọi việc ở thời điểm đúng và đúng nơi, đúng lúc, đúng chỗ. Và đấy là cái cách mà cái thuyết lý của Ho'oponopono dạy cho chúng ta. Đấy là một cái chia sẻ hơi dài nhưng mà nó cũng là một cái liên quan đến cái việc chúng ta đang thực hành. Ok, xin mời chị em mình khác. Ai có điều gì thú vị? Hay có cái thực hành gì đó? Oanh bật tiếng, Oanh đang định nói gì, Oanh bật tiếng.
em đang nói chuyện với mẹ ở bên này À. để cho đấy, nhưng mà cái tuần này thì em lại không có được tập trung vào cái việc mà mình thực hành nhiều giống như những cái lần trước. Và em nhận ra là nếu như mà mình giống như gọi là khi mà mình tập cái hôm trước là tập 100% vào tất cả những cái hành động mình đợt này, là những cái gì mà khi nào em mới nhớ ra thì em thì đọc. Nhưng mà nó lại có một cái là giống như của mình không thực hành thường xuyên á, nó sẽ làm cho mình là bị trôi đi, nó giống như của mình không có mình giống như của cái mục tiêu của mình ấy, là nó bị xa ra, xong rồi mình lại giống rồi lại mình phải tỉnh lại, mình lại quay trở lại. Thì mà khi mình đi demo trở lại đó thì là cái sự mình phải có một cái mục tiêu là à tôi phải nó để đạt cho được cho mình là nó nhẹ nhàng ở trong người mình hơn, thì lúc đấy là mình làm nó cứ mạnh mẽ. Còn nếu như không ấy, không 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 có đạt ra như thế vậy thì nó lại cứ đều 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 đó. Là giống như cái tuần vừa rồi thì em vừa học rồi vừa làm các thứ, nhưng mà cái sắp xếp cái thời gian của mình, nghĩa là mình trong cả một cái quá trình thì em thấy rằng là em thực hành nó chưa có được nghiêm túc đó, nên là nó lại xảy ra những cái vấn đề khác nữa, chứ không có phải tức là mình lại nhìn ra là ô số lại nó trỗi lại đủ thứ, nó là như thế đó. Dạ cảm ơn. Chính xác đấy, đấy là cái điều mà mình rất là dễ dễ bị dễ mắc phải. À, đó là mình nó đơn giản thôi, mình cứ quay trở về đúng cái nguyên lý của nó là dọn dẹp ấy. Cứ thử xem là đơn giản như là mình đánh răng á, mình 2 ngày mình không đánh răng xem nó ra làm sao. Thì cái này cũng vậy, bản thân chị cũng có như thế. Mình đôi khi là mình thấy là à mình có được kết quả rồi, thế là bắt đầu mình thấy à ok, thế là nó đã vận hành được tốt rồi, mình quên mất, mình lãng đi. Thì khi mình lãng đi thì ngay lập tức là những cái thứ khác nó trồi lên, và nó trồi lên thì nó còn kinh khủng hơn là những cái mà mình đã trải qua. Thế cho nên là cái này thì mình cũng đúng là nguyên tắc, nguyên tắc đấy là mình thực hành thường xuyên đều đặn. Và mình bây giờ thì chị có cho mình, tức là tạo ra cho mình một cái gọi là bất di bất dịch, đấy là trước khi nhắm mắt ngủ là mình thực hành. Mở mắt dậy còn ở trên giường, vẫn còn đang cử động chân tay như thế này để tỉnh dậy này, thì mình cũng phải có ít nhất là 1 phút, nhiều nữa thì 5 phút, không nữa thì có thể hơn nữa. Thậm chí là có những cái hôm mà mình ngồi hẳn dậy nhưng ở trên giường, nhưng mình thử ngồi mình thực hành. Đấy, thì khi mình làm như thế ít nhất là trong ngày mình đã có 2 lần, sáng và tối. Thế còn trong ngày thì bất kể có được lúc nào thì mình làm lúc đấy nữa. Đó. Nhưng mà cái điều anh chia sẻ là chị đã trải qua rất là khủng khiếp luôn. Mình bản thân chị là cái người mà thực hành nhiều rồi nhá. Nhưng mà vẫn có những cái lúc mình hay quên lắm. Và mình quên thì mình biết ngay hậu quả như nào luôn. Cảm ơn anh chia sẻ. Và cái điều này không biết là nó có phải là cũng giống như của các chị em khác không? Chị cũng thế đấy, chị cũng thế đấy. Tức là cái tuần vừa xong ấy, thì chị cũng cũng bị như như là em Oanh ấy. Tức là chị cũng kiểu bị quên ấy. Cũng có một hôm một một hai hôm chị quên, mỗi khi buổi sáng mà chị dậy là chị mở cái nhạc đấy ra, xong rồi chị cũng nói theo đấy, thực hành theo. Nhưng mà 2 ngày trong tuần chị không làm, không làm, thế là tự nhiên nó trôi ra một cái vấn đề khác kinh khủng luôn, với cả con trai của chị. Thế đó, bây giờ Vâng. lại phải nhớ, là bắt buộc phải nhớ. Em có thể em gợi ý một cái tip cho chị nghe, đấy là cái bản nhạc thì nó rất là hay. Nhưng nếu như mà mình lại bị phụ thuộc vào cái bản nhạc ấy là mình đã tự lại bị giới hạn mất rồi. Cho nên là 4 cái câu đó nó không cần phải chờ bật nhạc lên, không cần phải một cái gì cả, mà trong đầu mình nó thành một cái, nó như một cái bản nhạc trong đầu mình bằng 4 câu đó thôi. Chị cứ nghĩ là bật lên xong rồi mình thực hành thì nó tốt hơn. Nếu chị làm được như thế thì cũng ok, nhưng ở một cái góc độ khác thì bởi vì là bản thân mình mà, tức là tất cả mọi thứ ở đây nó là chính bản thân mình, và chính bản thân mình này thì mình là cái người làm chủ. Khi chị
chị phải chờ đợi cái nhạc, hoặc chị nghĩ là cái nhạc thì nó mới tốt, là chị lại đang bị phụ thuộc vào một cái bên ngoài rồi, đúng không? Cái bản nhạc nó là cái bên ngoài, nhưng cái tiếng nói, giọng nói đó ở bên trong chị, cái record ở bên trong đầu chị này, này thì nó mới là bên trong chị. Còn cái bản nhạc là vẫn mình vẫn bị hướng vào cái À, bên ngoài, mà cái quan thế trọng nhất là cái bên trong của mình đấy. rồi. Thì như thế thì chị sẽ thấy rất nhẹ nhàng và thấy nó đơn giản, thì chắc có cái gì mà phải phức tạp cả, không phải đi tìm điện thoại, không cần phải tìm bài, không cần phải bật bài lên, không cần phải sợ là mọi người đang ngủ say thì mình lại bật lên để nó lại ảnh hưởng mọi người. Trong đầu mình mà cả cái thế giới bên trong mình nó chuyển động, đâu có cần nó ảnh hưởng đến ai đâu, thì lúc đó mình mới là người làm chủ đấy. Thì cái Cảm đó ơn sẽ dễ hơn rất anh nhiều. Và này, cảm ơn, rất ok cảm ơn. dạ ok mời các chị em khác đi đấy, mọi người nói ra một cái thì nó thì mỗi người đều học được nhau rất là nhiều. À, Dạ. mọi khi cứ nghĩ là mình bật lên thì kiểu như mình thanh tẩy cả cái gian phòng của mình ấy, thế Ừ là dạ mình vâng, thế bây giờ. đúng là bật lên thanh tẩy được cả gian phòng, nhưng cái thanh tẩy quan trọng đầu tiên nhất nó phải là thanh tẩy bên trong mình, Mình rồi, chính mình. cảm ơn. Và dạ dạ ok, có ai có điều gì chia sẻ không? Thu Hương cười rất tươi. Em thì cũng cái thực hành thì mình cũng thỉnh thoảng mình nhớ ra mình thực hành thôi chứ không thường xuyên. Mà cái Ho'oponopono ấy thì thường là ở các cái câu lạc bộ buổi sáng ấy thì bao giờ mình cũng theo một cái bản nhạc đấy, xong là thiền cùng với mọi người, gọi là mình thiền thì đúng hơn. Chứ còn nếu mà nói là trong ngày để mình nghĩ thì mình nghĩ nhiều thứ quá nên là không có dành nhiều thời gian để gọi là thanh tẩy, tức là mình chưa thành một cái ý thức là nó cứ liên tục lúc nào, tại vì là trong đầu thì nó quá quá nhiều là ý nghĩ ấy. Em bảo là mọi người cứ thực hành kiểu nói Ho'oponopono nó suốt ngày ấy, ví dụ như là rảnh ra lúc nào hoặc nấu cơm, thế mà ngay cả lúc nấu cơm em cũng lại nghĩ đến việc khác, tức là mình trong đầu mình nó không, nó lộn xộn lắm, lúc nào nó cũng có nhiều việc, từ đang đang lúc này thì lại bị nghĩ đến việc khác rồi bắt đầu lại phải sắp xếp rồi các thứ đấy. Tức là em thì em thấy rằng là cái việc mà mình thực hành ấy thì em được, thường đối với em thì em hay dành một cái thời gian buổi sáng, tức là cái lúc mà thì sau cái câu lạc bộ ấy thì mình gọi là có thanh tẩy rồi các thứ. Chứ còn nếu mà nói là trong ngày từ sáng đến tối mà lúc nào trong đầu mình cũng rảnh ra mình nghĩ đến cái việc đấy thì em chưa làm được. Thế còn tối thì đặt lưng cái là ngủ luôn, còn chưa nghĩ đến nó đã ngủ mất rồi. Nhưng mà như vậy có nghĩa là em vẫn có dành cho một cái khoảng thời gian, tức là em đã sắp xếp một cái khoảng thời gian như thế đã là rất là tuyệt vời rồi, đúng không? Bởi vì là nó trong ngày nó có quá nhiều thứ mình cần phải, cái tâm trí của mình nó bị bận tâm vào, nhưng mình ít nhất là một ngày mình dọn dẹp cho nó một lần, thế đã là tốt lắm rồi. Đấy. Cho đến khi nào mà em thấy rằng là trời đất ơi, tại sao bây giờ cái sự mọi sự nó rối rắm hết cả lên như thế này, thì lúc đấy là em lại nhớ ra, à bởi vì mình đang lại nạp quá nhiều, đang tích trữ quá nhiều vào trong cái bộ nhớ của mình, và cái bộ nhớ này nó làm cho mình đang bị bấn loạn hết cả lên đó, thì lúc đấy sẽ lại nhớ đến Ho'oponopono. Ok, rất là tuyệt vời. Có ai Kinh chia sẻ gì nữa không? Lê Hương, Kim Huyền, Hà Vân. em thì em cũng, tức là mình cũng không thường xuyên nhưng mà em cũng có, ví dụ như là sáng thì hay không sáng thì ngồi Ricky thì cũng 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 có đọc 4 câu, nhưng mà tức là mình không không làm nhiều. Tối thì lên giường đi ngủ thì cũng nhớ ra, nhưng mà tức là mình sẽ không dành được quá nhiều thời gian như chị nói, 5 phút hay 10 phút, mà khi chỉ 1 phút 2 phút là mình đã ngủ mất rồi. Hoặc là trên đường đi, em đi xe máy em hay 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 đọc, Đúng em đi xe máy em hay đọc rồi. thì đấy. Nhưng mà nếu như ở nhà ấy, thì nếu hôm nào ở nhà cả ngày ấy, thì có thể là cũng quên mất, không 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 làm được đều. Mình có thể là chỉ lúc mà tối trước khi đi ngủ thì mình lên giường mình đọc được mấy mấy lần xong rồi mình ngủ mất. Thế nhưng mà nếu mà em đi xe máy thì em hay đọc trên đường.
Thế là mỗi mỗi người tìm được một cái khoảng thời gian cho mình rất là hay. Và chị có một cái trải nghiệm đấy là khi mà chị đi, nhất là chị đi, chị lái ô tô ấy, khi mà chị lái ô tô mà chị cứ nghĩ những cái thứ khác thì nó rất là dễ có những cái thứ, rất là dễ có những thứ nó xảy ra. Nhưng đặc biệt là lên ô tô là chị sẽ thực hành ngay lập tức. Bây giờ xe máy chị cũng thường xuyên cứ lên xe máy là đi là thực hành thì nó mọi thứ nó nhẹ nhàng ghê lắm cơ. Đó. Ok. Có ai có chia sẻ gì nữa không? Ok, nếu mà mọi người không chia sẻ thì mình đi lại với nhau nó sâu hơn một chút. Từ bắt đầu sang cái quyển này mình sẽ đi sâu cái từng cái phần một để mình hiểu nó thấu hơn đấy nhá. Tuần vừa rồi mọi người có ai nghe lại hoặc là đọc lại cái phần 3 không? Phần 3 là bao gồm cái chương chương 4 và chương 5 ấy, là Ho'oponopono thực thụ, vui lòng đứng dậy. Và cái chương 5 đó là vậy thì lỗi là của ai? Thì tại thì có ai có nghe lại không? Có, tối hôm qua chị nghe. À thế ạ. Chị tuyệt vời quá. Thế chị có thể chia sẻ lại những cái gì mà nó đọng lại trong chị không? Đọng lại đúng một câu là thanh tẩy và mọi thứ để cho siêu nhiên quyết định và mình chịu trách nhiệm 100%. Và đó. Cái đúng đấy, đấy là cái mấu chốt nhất. Mà để mà nói chi tiết hơn nữa thì cái rất là nhiều người hỏi là vậy thì cái thực sự cái Ho'oponopono này thì nó là một cái gì, nó có phải là một cái phép màu hay nó có phải là một cái tôn giáo hay không ấy? Thì mình phải khẳng định với nhau là ở đây Ho'oponopono đây chính là một cái công cụ chứ không phải nó là một cái tôn giáo. Và chính là vì nó là công cụ cho nên là mình có thể mình thực hành theo cái vì là công cụ cho nên mỗi người sẽ sử dụng cái công cụ đó vào những cái giờ khác nhau, vào những cái thời điểm khác nhau và những cái trong mọi ngữ cảnh khác nhau, đúng không ạ? Nếu như là nó theo giống như là một tôn giáo thì chúng ta sẽ phải có một cái giờ chung, ví dụ như là một cái gọi là cái giờ hành lễ chẳng hạn, đúng không? Thì mình phải nhất định phải vào một cái giờ hành lễ nào đó. Nhưng ở đây nó là một công cụ, cho nên cái công cụ này nó được sử dụng một cách rất là linh hoạt và nó ứng dụng được mọi nơi, mọi lúc, mọi chỗ với tất cả mọi người. Và cái điều tuyệt vời là chúng ta thanh tẩy cho chính mình, nhưng nó lại là một cái công cụ mà chúng ta thanh tẩy giúp cho người khác được rất là nhiều. Đó. Thì không biết là mọi người đợt vừa rồi thì bạn Hòa thì ở gia đình Hòa thì cũng có cũng mắc phải cái COVID vừa rồi thì cũng khá là căng thẳng. Đấy, nhưng mà Hòa cũng là người mà thực hành rất rất là mạnh và nói rằng là gần như là cái thời gian đó là ngoài cái những cái việc mà gọi là xảy ra đấy thì cái việc chính đấy là thực hành thanh tẩy. Thì bây giờ cũng rất là mừng là Hòa thì bây giờ cũng đã âm tính rồi. Thử lại thì cũng đã âm tính rồi. Có ba cái đứa em kia ấy thì cũng âm tính. Nhưng bây giờ chỉ còn là mẹ. Mẹ Hòa thì hiện nay thì cũng tương đối là cũng đang khá là ngày hôm qua thì vẫn còn là nguy kịch. Đấy, và đến ngày hôm nay thì sáng nay thì chưa liên hệ lại. Đó. Thế nhưng mà đấy cái là cái chia sẻ là khi mà chúng ta xác định đây nó là một công cụ thì chúng ta sử dụng một cách rất là linh hoạt và có thể sử dụng một lần, hai lần hay nhiều lần cho bản thân mình và cho nhiều người khác. Đó. Và cái cốt lõi của Ho'oponopono chính là gì? Đó chính là đấy chính là cái sự bản thân cá nhân mình là người duy nhất cần phải thay đổi. Thay đổi là thay đổi chính mình. Và đôi khi thì mình cứ nghĩ rằng là cái việc nó xảy ra là người khác, tức là cái việc nó xảy ra với mình là do người khác mang lại. Thì với Ho'oponopono khi mình thực hành thường xuyên đều đặn thì ngay lập tức nó trở thành một cái tự động. Đó là khi có sự việc xảy ra, mình quay trở lại với bản thân mình là cái việc mình chịu trách nhiệm về cái sự việc nó đã xảy ra với mình. Thì khi đó mình không còn đổ lỗi nữa. Mình không còn đổ lỗi nữa thì mình sẽ tìm ra được cái giải pháp để mà mình tự mình xử lý cái vấn đề của mình.
Còn sâu xa nữa thì ở đây thì cũng có rất là nhiều chị em mình cũng đã học về năm đoạn kim cương, về nguyên tắc gieo hạt, rồi về nghiệp, nghiệp quả các thứ. Thì chúng ta cũng biết rằng là nó xảy ra bởi vì một cái gì đó đã xảy ra trước đó, đúng không? Thì cái việc của chúng ta đó là cái việc mà nó đã xảy ra trước đó, nguyên nhân của mọi nguyên nhân ấy, tức là cái nghiệp của mình đã xảy ra, đã nó đã bị tạo từ trước đó rồi, do chủ đích hay do không chủ đích, do kiếp này của mình nó xảy ra, hay là cái nghiệp đó đã được viết lên cái trang giấy cuộc đời của chúng ta từ bao lâu nay rồi, mình không biết. Và chính vì cái mình không biết đó, nhưng nó vẫn nằm ở trong ký ức của mình. Vì thế cho nên khi chúng ta thực hành, chúng ta thanh tẩy, chúng ta dọn dẹp cái ký ức này, thì là một cái cách để chúng ta dọn, chúng ta có thể gọi là giải bớt, giải một phần cái nghiệp quả của mình. Còn cái việc mà chúng ta, khi chúng ta mà có được cái một cái gọi là cái hứng khởi từ siêu nhiên mang lại, thì khi đó cái hứng khởi từ siêu nhiên mang lại đó, chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ làm những cái khác, nó gọi là chúng ta bắt đầu chúng ta gieo những cái hạt mới, đúng không? Trước hết mình phải cái khu vườn của mình, để mình có thể trồng được những cái cây mà nó lên tốt. Thì rõ ràng bao giờ cái người làm vườn, trước khi trồng một cái cây nào, mình cũng phải dọn cỏ, đúng không? Mình phải làm sạch đất, dọn cỏ, rồi là nhặt đất đá đi, rồi những cái cát mình phải xúc bỏ đi, những cái hòn đá, hòn sỏi mà nó không có tốt được cho cây được, mình phải nhặt, mình vứt hết nó đi. Rồi thậm chí kể cả những cái gốc rễ của những cái cây cũ mà thậm chí mình còn trồng đâu, từ đất nó sinh ra đấy chứ, đúng không? Nhất là cỏ ấy, từ đất nó tự sinh ra đấy chứ. Vậy thì tương tự như vậy, chúng ta sẽ dọn dẹp, liên tục dọn dẹp, để tất cả những cái mà nó nghiệp quả của mình nó đã xảy ra, thì mình phần nào mình bắt đầu mình dọn được đi, và mình bắt đầu mình tìm ra được cái hướng để mình giải những cái nghiệp đó. Đó. Thì đấy là cái nội dung, cái cốt lõi của cái Ho'oponopono, đó chính là mình tìm được cái, mình trở về được cái bình an của mình, không phải là mình tìm, mà là mình trở về bình an của chính mình. Và bình an đó là bản chất nguyên thủy của mỗi chúng ta. Đó. Thì còn cái trong cái chương 4 này thì có giải thích về cái phương pháp Ho'oponopono truyền thống với lại phương pháp Ho'oponopono hiện đại mà chúng ta đang sử dụng ấy, thì phần nhiều thì cái truyền thống nó mang tính chất ở trong nội bộ, trong gia đình và những cái người có liên quan nhiều hơn, nhưng nó bị vướng một cái là nó bị khiên cưỡng, đó là nó bị phụ thuộc vào những cái người bên ngoài rất là nhiều. Ví dụ như là cái truyền thống đó là, ví dụ như tất cả bây giờ, giả dụ như đây là một cái phiên mà thực hành Ho'oponopono truyền thống nhé, thì chúng ta hôm nay chúng ta có 7 chị em ở đây, đều là những cái người có biết nhau. Thế thì cái cách truyền thống đó là chị là người có vấn đề, chị sẽ mang cái vấn đề của chị ra, sau đó bắt đầu là từng người mổ xẻ cái vấn đề của chị nhé, từng người mổ xẻ vấn đề của chị, và sau đó thì sẽ có một cái người, ví dụ chẳng hạn như ở đây là ví dụ như là Kim Huyền đi, Kim Huyền là cái người mà điều hành, điều phối cái cuộc này, thì Kim Huyền sẽ là cái người mà có tính chất là ra quyết định về cái việc này cần được giải quyết như thế nào trên cơ sở những cái góp ý của mọi người. Thế thì ở đâu đó thì cái phương pháp đó nó sẽ bị phụ thuộc rất nhiều vào cái chủ quan của từng người và cái quan điểm cũng như là cái sự phóng chiếu của mỗi người. Và chính vì thế cho nên là nó không có mang lại được cái sự thỏa mãn hoàn toàn cho cái người đang có vấn đề. Nhưng mà cái phương pháp mới của bà Mona, bà Mona là một cái vị gọi là một cái vị tiền nhân của trong cái trường phái Ho'oponopono cổ điển. Nhưng bà đã thấy rằng là nếu như là để mà thực hành theo cái truyền thống thì nó hạn chế rất là nhiều, cho nên bà ấy đã chuyển sang là bạn, thế giới bên trong của bạn là một thế giới mênh mông, và chính bản thân bạn là một cái nhà thông thái vĩ đại nhất luôn luôn chỉ dẫn cho bạn. Và khi bạn nhận cái trách nhiệm về chính bản thân mình thì lúc đó bạn đã đang nói với siêu nhiên rằng
tôi, đây chính là cái trách nhiệm của tôi, và bây giờ thì tôi xin để siêu nhiên hỗ trợ, trợ giúp để tôi có thể tìm ra được cái giải pháp mà tôi xử lý được vấn đề này. Và suy đến cho cùng thì tất cả mọi cái vấn đề thì mình là cái người giải quyết cuối cùng, chứ không phải là ai khác cả. Đó. Thế còn ở trong NLP thì mình có cái khái niệm đấy là nguyên nhân và ở vùng nguyên nhân và vùng hậu quả, đúng không? Thế thì để mà mình có thể chuyển mình được sang cái vùng nguyên nhân, để mà tìm ra được cái giải pháp xử lý hay là giải quyết cái vấn đề của mình, thì bản thân bên trong cái tâm trí của mình nó phải được loại bỏ những cái cỏ dại, những cái ký ức, những cái chương trình mà nó làm mình, nó cản trở mình. Đó. Thì đấy là cái của Ho'oponopono. Trong cái chương 5 thì có đặt ra một cái câu hỏi đấy là vậy thì lỗi là của ai? Và trong này thì có cái câu rất là hay đấy là không phải là tại con người, cũng không phải là tại cái người đó, mà chính là cái chương trình. Và cái chương trình này nó đã được kích hoạt, và cái chương trình này nó đã được hai, ba hay nhiều người trong cùng một cái thời điểm đó cùng chia sẻ cái chương trình này. Và chính vì thế cho nên là cái chương trình nó kích hoạt lên, và ở lúc này thì khi chương trình nó được bị kích hoạt lên thì nó sẽ phụ thuộc vào việc là ai là người mà sẵn sàng nhận trách nhiệm về mình, thực hiện việc loại bỏ những cái chương trình đó càng nhanh càng tốt, và càng sớm thì càng tốt, thì càng trở về được với lại cái con người mình càng nhanh hơn. Đó. Và cái cốt lõi đấy chính là cốt lõi của Ho'oponopono, chính là dữ liệu quá nhiều và chúng ta cần thanh tẩy. Cho nên là bây giờ mình đã học cái này thì mình biết rằng là mình nạp thêm vào bao nhiêu thì mình càng phải thanh tẩy gấp nhiều lần bấy nhiêu. Cho nên là những cái thông tin từ TV, báo đài, từ phương tiện truyền thông nó vô cùng là khủng khiếp nhiều. Và mình không biết rằng là bật TV lên, mình không ý thức được, mình có thể mình không nghe, nhưng cái tiềm thức của mình nó vẫn nạp vào, nó vẫn nhận thông tin mà mình không có ý thức được. Cho nên là cái việc mà ngày xưa ấy, mình có một cái thói quen rất là tệ đấy, là nhất là cái hồi mà ở nhà hay ở nhà một mình ấy, thì cứ về đến nhà là mình phải bật tivi lên. Mình có một cái cảm giác là có một ai đó đang nói và mình không cảm thấy bị một mình ấy. Thế nhưng mình không biết rằng là rất rất nhiều những cái thông tin từ tivi nó cứ nhập vào đầu mình. Và đến cái lúc nào đó thì bỗng dưng mình bảo đúng là mình đã nghe cái này ở đâu đó. Thế thì cái nghe ở đâu đó là trong tiềm thức của mình nói. Và cái nguyên nhân, tức là cái gốc rễ sâu xa là mình đã tự mình nạp nó vào đấy chứ. Chứ không phải là mình, không phải là ai nạp vào, mà mình mở cái cửa tâm trí của mình để cho cái thông tin này nó đi vào. Đó. Cho nên là khi mình hiểu cái điều này ấy, thì mình sẽ hạn chế cái việc là nạp cái thông tin, nhất là những cái thông tin vô bổ, mình sẽ đóng cửa lại luôn, khóa cửa lại luôn. Đó. Và đương nhiên rồi, cái việc thanh tẩy đó là cái việc mình làm thường xuyên. Và cái phần cuối của cái chương 5 ấy, lỗi của ai ấy, thì có một cái câu rất là hay là chúng ta không nên vướng mắc vào cái thành quả. Thanh tẩy để đạt được một điều gì đó là thanh tẩy một cái chương trình. Ta thanh tẩy để tỉnh thức. Phép màu là sự tỉnh thức. Quyền năng là sự tỉnh thức, là sự tỉnh thức. Và thành quả đích thực là sự tỉnh thức. Tuy nhiên, cái câu cuối cũng rất thú vị là thế nhưng bản thân tôi, chính là tác giả nói đấy, tôi cũng vẫn chưa biết một ai đang tỉnh thức nên tôi cứ thanh tẩy. Cái phần này thì mình xin nói thêm một chút xíu đấy là bản thân mình tỉnh thức cho một sự kiện này hay một vấn đề này hay
quan hệ với một con người này hay là một cái khúc mắc gì đó, mình tỉnh thức ở tại lúc đó, đó đã là cái điều vô cùng tuyệt vời rồi. Và nó giúp cho mình có được những cái giải pháp và những cái hướng đi, những cái cách, cái sự chuyển hóa một cách rất là hiệu quả rồi. Nhưng mà để mà cái sự tỉnh thức đó nó luôn luôn thức tỉnh chính bản thân mình, thì một cái việc bất di bất dịch đấy là mình lại phải tiếp tục dọn dẹp thanh tẩy thôi, không có cách nào khác cả. Đó, và khi mà mình thanh tẩy thì lúc đó mình thực sự là mình đang trở về với cội nguồn của mình. Và cội nguồn của mình nó chính là cái khoảng không, chính là cái tấm bảng trắng, như là tiến sĩ Holland vẫn nói, hay là cái cõi gọi là cái chốn, lại cái chốn zero, hay trong đạo Phật thì mình vẫn nói gọi là cái tính không. Khi mình trở về với tính không thì mọi thứ nó rất là rõ ràng. Đó, thì đấy là cái ở sâu trong cái hai cái chương của cái phần 3, phần ghi âm của mình. Thì tóm tắt lại để cả nhà mình cùng nhớ lại và mình cùng thực hành. Thế bây giờ thì vẫn còn một cái khoảng thời gian nữa, 5 phút nữa, thì xin mời anh chị em nào chúng ta có cái điều gì chia sẻ từ cái phần tổng kết vừa rồi, hay là những cái mà mình đã thực hành và mình có những cái chia sẻ với mọi người. Xin mời cả nhà đi, mình tương tác với nhau thì nó sẽ sâu hơn rất là nhiều. Hà Vân hôm nay chưa thấy lên tiếng. Hà Vân, em đây. Thật ra là khi mà chị chia sẻ những cái kiến thức vừa rồi ấy, thì em thấy tổng kết một cách dễ hiểu, đơn giản nhất ấy, thì chúng ta là một cái bản thể rất là tốt đẹp, giống như là một số người ta nói là linh hồn ấy. Và chúng ta là một cái chùm ánh sáng, nghĩa là trong chúng ta có rất là nhiều kiến thức, rất là nhiều giá trị và rất là nhiều điều tuyệt vời ở trong đấy. Nhưng mà những dữ liệu, những trải nghiệm quá khứ nó giống như những cái lớp bụi đấy. Mình đang làm một cái bóng đèn ánh sáng, và những cái lớp bụi nó cứ che dần, che đi, khiến cho cái ánh sáng nó không lọt ra ngoài được. Nhưng mà cái quan trọng là khi mà mọi người thì cố gắng là mải miết ra ngoài, bởi vì chúng ta nghĩ rằng là chúng ta cần phải học nhiều và biết nhiều và phải trải nghiệm nhiều và hoặc là đạt được nhiều cái bằng cấp, nôm na là như thế, thì chúng ta mới đủ tự tin rằng là chúng ta giỏi và chúng ta tốt. Bởi vì chúng ta không biết rằng là bản chất của bản thể của chúng ta đã là đầy đủ những cái chúng ta cần rồi, đầy đủ những cái tốt đẹp rồi. Cái quan trọng của chúng ta không phải là tìm nó ở bên ngoài, mà là bỏ, cố gắng lau được càng nhiều cái lớp bụi, thì cái ánh sáng ở trong chính chúng ta nó sẽ tỏa ra. Và cái Ho'oponopono nói rằng là thật ra nó không phải là sự việc, nó cũng không phải là vấn đề, thật ra nó chỉ là những dữ liệu thôi. Nó đã bị kích hoạt bởi vì chính những cái đấy chúng ta đã ghim lại ở trong cái vùng tiềm thức của chúng ta. Thì em nghĩ là nó ngắn gọn là như thế. Rất là tuyệt vời, hiểu được như thế đã là hiểu được như thế là gọi là trình cao lắm rồi, là mới hiểu được như thế và thực hành được đấy, đúng không? Ok, còn Kim Huyền nữa chưa lên tiếng. Kim Huyền đi, Kim Huyền ơi. Ô, mic em chưa nói được á? Và sao vậy ta? Mic. À được rồi đấy. Của máy tính của chị đấy chị ạ. Chị bị hỏng mic từ lâu mấy hôm rồi. Ôi giời. Ồ, mic hỏng hay là cái phần audio cũng bật lên? Không ạ, mic của chị hỏng. À thế hả? Ok. Thế là hôm nay mình sẽ được ngắm khuôn miệng của Huyền nói mà không nghe tiếng. Ok. Rồi, ok, hôm nay thì mình thực ra thì cái này thì chị em mình đã thực hành với nhau và cũng đã đi cùng với nhau cả một cái chặng đường, thì mình đều hiểu cái nguyên lý cơ bản. Thế thì trong khi mà chuyển sang cái cuốn 2 là cái cuốn trở về không này thì ngay như bản thân tác giả cũng giải thích sâu hơn, kỹ hơn, và cũng có cho mình thêm một số những cái bài gọi là bài kinh thanh tẩy mạnh hơn. Thì mình dần dần mình cứ tìm hiểu dần, tại vì mỗi người đều có quá nhiều thứ và mình cũng học rất là nhiều các phương pháp, các loại. Thì mình cứ đơn giản thế này thôi, là mỗi một cái phương pháp
nó đều có những cái, nó đều có những cái nguyên lý của nó và nó đều có những cái hay của nó, cái tốt của nó. Nhưng mình đơn giản mình hiểu là cơ thể mình cũng là một cái bộ máy rất là phức tạp và tinh tế, thì đôi khi nó sẽ là cái thể vật lý nó bị tổn thương và mình cần phải chữa lành cái cơ thể vật lý. Cũng có khi là cái tổn thương của cơ thể vật lý đó nó đến từ cái tổn thương của tinh thần và cảm xúc, thì mình cũng cần phải có những công cụ để mình sửa đổi, mình chữa lành. Thì tất cả mọi phương pháp, mọi cái công cụ đều rất là tốt và đều hướng đến cho con người ta một cái thứ, đó là bản thân tôi được bình an, bản thân tôi được mạnh mẽ, bản thân tôi trở về cái nguyên gốc của tôi, đó là tình yêu thương, là sự mạnh mẽ, là sức mạnh, là sự bao dung, là tính hợp tác, là rất rất là nhiều những cái phẩm chất khác. Thì cội nguồn là đều hướng chúng ta quay trở về với cái phẩm chất cốt lõi của mỗi cá nhân của chúng ta. Chỉ có điều là trong những cái lúc mà nhiều thứ nó rối rắm thì cái tâm trí của chúng ta nó bị nhảy loạn lên, nó cứ tanh tách như cái con cào cào, nó bị nhốt, nó nhảy loạn hết cả lên, thì lúc đó chúng ta cần phải có một cái sự tĩnh lặng. Và cái cách để mà chúng ta tĩnh lặng lại, nếu như bảo rằng là phải ngồi thiền, chúng ta nói là tôi ngồi thiền nhưng mà cái tâm trí của chúng ta nó lại không thiền, thì đấy nó là một thảm họa. Và cái công cụ Ho'oponopono với 4 cái câu rất là đơn giản nhưng bầu nhiệm, thì đầu tiên là nó sẽ giúp cho cái tâm trí của chúng ta nó có một cái thứ để nó giữ lại, nó tĩnh lại. Và khi chúng ta tĩnh lại thì lúc đó chúng ta mới tiếp tục để mà có những cái tĩnh sâu hơn. Đó, thì đấy là những cái điều mà chị cảm nhận thấy và chị thực hành, và mình cũng, bởi vì mình cũng trải qua rất nhiều cái phương pháp khác nhau, thì mình thấy rằng là Ho'oponopono nó là, có thể nói là một cái cánh cửa đầu tiên giúp cho cái tâm trí của mình nó được bình ổn và nó được tĩnh lặng để mình có thể mình đi tiếp sâu hơn, hoặc là mình có thể đi vào một cái công cụ khác. Đó, đấy là cái trải nghiệm của chị. Ok, rất là cảm ơn cả nhà. Mỗi sáng thứ bảy rất là vui được gặp mọi người, xong rồi được thấy cái sự rạng rỡ của mọi người, rồi là cũng có những cái chia sẻ và kể cả những cái mà mình đã thực hành được tốt hay chưa tốt, hay là mình chưa cảm thấy hài lòng, thì nó cũng đều là những cái bài học tuyệt vời nhất. Và cái gọi là trong bất kể một cái tình huống hay một cái sự việc nào, thì quay trở về với một câu hỏi, đấy là bài học là gì? Bài học ở đây là gì? Là chúng ta sẽ lý giải được rất rất nhiều thứ tuyệt vời. Đó. Ok. Cảm ơn cả nhà. Có ai có điều gì cần chia sẻ nữa không? Nếu không thì chúng ta sẽ lưu lại với nhau một cái bức ảnh nhé. Hôm nay mình không bận rộn với cái việc cứ quay hay ghi hình, cho nên mình cảm thấy nó rất là thoải mái. Ok, rồi Hà Vân có cái bông hoa cúc đẹp quá. Rồi, xinh tươi. 1, 2, 3, chị Nga ngồi cao lên một chút xíu. Chị Nga để đó, đúng rồi đấy. Rồi, ok, 1, 2, 3. Để em lấy cái điện thoại này đây. Ok. Rồi, xin chào, cảm ơn cả nhà. Dạ, em cảm ơn chị ở có một cái cảm ơn chị Hà. Ok. Cái bình thường á, ví dụ như gọi là khi khi mà cái cảm xúc của mình nó có cái việc gì đó.